vui lên. Đúng rồi. Suna sáng gội đầu nha mọi người. Cái đầu rất chạch à. Gội đầu tắm rửa luôn. Uống ơi. Na nay hết ngoan nha mọi người. Na nay khóc rồi. Nay khóc nhè nè, mặt hai hàng nước mắt luôn nè. Em tôi cháu lòng không gan nha. Cho em cái chén nhỏ đựng ớt với chị. Nhìn hấp dẫn. Hơi đồ thôi. Nắng lên rồi. Đặt ngô bún đậu mắm tôm ăn mọi người ơi, ăn trưa. À. Đường Lê 19. Thế ai đâu ta? À đây. Mua bún đậu mắm tôm. Dạ đúng rồi. Em cảm ơn nhá. Dạ ăn cái gì? Rồi. Như 55 ngàn á. Tí một ly nước 15 ngàn nữa. Ly nước trà tóc là 70 ngàn. Bún đậu mắm tôm nha mọi người. Mọi người nhìn nó vẻ ngon nha, lên bọt nha. Lên bọt luôn. Su với Na nó cũng biết ăn mấy cái này nè, nhưng mà nó chỉ ăn mấy cái mềm mềm thôi, chứ còn rau nó không ăn. Còn em thì lại thích ăn rau. Nãy em đặt thì em có kêu là cho rau nhiều hơn bình thường một chút. Ngon quá mọi người. Cái này em mua ở ngoài à? Ở ngoài chợ Bờ Bàng á, chợ cũ á, không có tính tiền ship, chắc cũng 3 cây á, 3-4 cây á, mà không lấy tiền ship. Giờ cạnh tranh lắm, giờ nhiều chỗ mở lắm. Ngon mọi người. Rất là ngon. Dạ các cô chú và các anh chị, bây giờ sẽ đi rước con mẹ nè nha. Dạ sẽ đi rước con Na. Xì 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 xì. Na Na nó hết mập rồi mọi người, nó ốm rồi. Dì Hai có khách mà, nãy chạy xe thấy ngang có khách mà. Đùi gà chiên vậy, mua đồ vậy thôi, không mua đồ đâu, hết tiền rồi. Đầm này đẹp á hả? Không, vậy
bao nhiêu một cái hả? Cái này nè, đầm này nè. 70 hả? Dép. Dép hả? Cái này nhìn thoải mái nè. Với bộ bộ cam này, bộ tím này nữa. Rồi, hai cái nha chị. Mấy 90 hả? Dạ. Em cái đó toàn là cô Tâm chính hãng không á. Hàng 90 với bộ này 80. 87. Nó cắn đó con. Nè Su, nè chị. Cô này bán không có size bự, size nhỏ nhỏ mà. Su ở nhà nhiều đồ rồi, mua cho em thôi ha. Thấy nó cái này mới đẹp. Ừ. Mẹ muốn tuổi này hả? Hả? Cái này cho nó thôi, hai cái thôi. Nhóm của em nhỏ này hả? Ờ vậy lấy em cái đi. Hai chị em bằng nhóm nhau. Mẹ ơi, cô bơi. Hả? Bơi chơi. Chơi gì? Bơi. Bơi đâu? Đã bơi chơi. Cà Su, cô còn cái cả. Được không Su? Lấy cái này luôn ha. Bạn giống em luôn ha. Giống em hai chị em nha. Ha. Cái này có tay che được bắp tay đẹp mà ha. Hello, chào mấy cô chú và các anh chị. Hello, mình sẽ ăn gà xó mỡ nha. Hồi nãy đi đi con gà săn được mấy bộ đồ. Săn được mấy bộ đồ luôn. Bạn thấy size nhỏ nhỏ bằng người ta. Xong cũng được cái. Xong cũng được cái đầm luôn. Để ăn khác hả? Chị ăn ô, nóng quá. Đất, nóng. Đây mình mất chưa?
Vậy chị Xu mua thêm hộp luôn đây cho chị Xu nữa. Hai chị em đi hai hộp đi. Dạ. Nè bỏ cái quấy xuống bằng váy mà cứ kéo lên vậy. Đi đi. Đi mà đập rầm rầm ta. Đập cái cổng. Đập cái cổng nó khóa lại. Mua chân gà ngâm xả tắc. À, số Thái chứ. Cho số Thái. À đúng rồi. Để nó vô lộn đi. Từ từ ngon bữa sau ủng hộ với nha. Ok, mới mò mò trên hội á chứ cũng đâu thấy đâu, đâu biết đâu. Cảm ơn bạn rồi chị. Cảm ơn chị. Ra đây, ra đây rủng lan nữa kìa, rủng gan ra đây ăn ăn này. Chen Chen ơi, anh quan nè. Ai biết đâu, nó kêu số Thái mà. Trời ơi. Tôi á, ăn đi. Chị cần số Thái, quốc đi. Ngon. Làm cho em đi số đen. Số đen gì? Số đen dâu. Số đen dâu. Ngon quá. Em số đen dâu. Nước ép. Ép dứa. Dứa không được. Không được, không ít được. Dạ không được. Rút xương luôn rồi hả? Rút xương luôn. Ăn đi Lan Huệ. Bầu bàn hả chị? Đâu mua cái hội gì ai biết đâu, nhỏ nào đó đường để bao ngoài này nào. Su làm miễn phí đó, free đúng không? Chánh luôn á, trên nghe vậy trên giục con chó luôn. Mới mua trái cây. Chó gì vậy? Mới mua. Cà lao quá à, bên kia. Sẵn bên kia đó. Em ơi, giờ em xua quá. Giờ này giữ không? Thì nó giữ. Ừ. Thì nó giữ ấy. Nhìn cho giống hèn mà. Này cái mặt nó giữ. Ừ, nhưng mà nó giữ. Chỗ nó trong tháng 10 đó. Chị nếm thử thôi. Mới mua vậy luôn á. Nếm thử trà trái cây của nó. Nó là cái gì? Trà trái cây. Ăn đi Lan. Hôm nay dừng dắt xe về, nó là dắt xe luôn hả? Dắt xe vào luôn hả? Nó lấy cốp, mới tạo rồi. Thử miếng nè. Ủa, cái gì này về tao thảo chết luôn á. Dạ hết miếng rồi. Muốn thử đây. Bởi hết miếng rồi. Trời ơi. Giờ này hai tụi bay vẫn còn thức nữa, chưa ngủ nữa. Không ngủ ơi. Uống sữa nữa không? Trời ơi. Tưởng đâu giờ này vô là hai đứa ngủ rồi chứ. Chúc mọi người ngủ ngon đi nè. Chúc mình ngủ ngon. Chúc cô chú. Cô chú.
anh chị. Anh chị. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Nha. Nha. Su. Chúc cô chú anh chị ngủ ngon nha. Rồi con Na tiếp tục uống được bình sữa thứ hai nữa nha mọi người. Khoan. Khoan ta lại cả. Khoan nghĩ cho nó uống đi. Uống không? Uống. Khoan ta lại. À đàng hoàng, đứng bên tay à đàng hoàng. Té nè. À chị Su. À không. Nó là tới cục cất nó rồi. Bình thứ hai đó. Đúng rồi, ngủ ngon. Ừ.